Còn cái kem dưa hấu của mình nữa nè. Chết cha, cái tay ăn pizza trơn quá, bây giờ không mở được nè. Em không chờ vậy. Tay chị trơn quá, giờ nó cái đó nó trơn luôn rồi sao em mở ra được. Giờ chị sẽ quay em nha. Nói quay em chị. Chứ giờ chị gần mặt chị quá. Nè. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cô Bình Vlog Bling Bling. Ngày hôm nay Vinky sẽ thực hiện một cái chủ đề mà khá là nhiều bạn đã bình luận trong thời gian vừa qua. Đó chính là chủ đề ăn theo hình học. Và thử thách đầu tiên Vinky chọn cho chủ đề này sẽ là thử thách 24 giờ ăn theo hình. Em có đoán được là hình gì không? Dựa trên bộ đồ ngày hôm nay của chị. Trái dâu. Một đứa ủa, một đứa nói hình trái dâu, đứa trái hình nó hình trái hình trái dưa hấu. Không có thống nhất gì, cái này là trái dâu mà, đúng rồi trái dâu, nhưng mà em nghĩ là trái dâu thì hình gì? Hình có nhiều hình lắm vậy. Thử thách 24 giờ, một ngày ăn toàn đồ ăn hình tam giác. Bây giờ là bữa sáng, bữa đầu tiên trong ngày thì mình sẽ ăn cái gì đây ta? Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống siêu thị để xem là mình sẽ tìm được món gì hình tam giác cho bữa đầu tiên trong ngày nha. Tam giác, tam giác, tam giác. Đi thôi. Trước khi rời khỏi nhà, Binky khoe với mọi người đây là khẩu trang trong suốt mà Binky đã chuẩn bị để mỗi lần mà mình đi xuống dưới siêu thị với chung cư của mình trong cái mùa dịch này mình vẫn có khẩu trang. Mà để khi lên hình quay phim cho mọi người thì mọi người sẽ vẫn thấy mặt của Binky và nói chuyện sẽ không có bị khó nghe nữa. Tại vì lần trước Binky đeo cái khẩu trang mà cũng là trong suốt nhưng mà loại nhỏ mini như bình thường á, thì nói chuyện mọi người nói là hơi khó nghe. Bây giờ đã ổn định lên phiên bản mới rồi mọi người. Đi thôi, giống siêu nhân nè. Chiu. Thì mình sẽ tìm nha. À, chị đã thấy được tam giác đầu tiên rồi. Chiu chiu. Wow, mà có nhiều vị đó. Ê, em nghĩ cái này có phải là hình tam giác đúng không? Không, nó hơi tròn. Hơi tròn á. Đây. Mình sẽ lấy vị nào đây? Cơm nấm, cá hồi nướng, cá saba, teriyaki hay là gà xào kim chi đây ta? À, để yên nó, để cho chị tự làm. Chị muốn tự chọn lấy đồ ăn của chị. Cái gì mà? Đây là cái bánh giò hình tam giác nhưng mà tại vì người ta cắt sẵn cho mình thì bây giờ đã mất hình tam giác rồi mọi người, nhưng mà thôi hy vọng là ở trong nó sẽ vẫn tam giác. Nói chung là cái bánh giò là mọi người biết là lúc nào nó cũng hình tam giác. Đây, đây là hình tam giác nhưng mà hơi bị mất cái chóp đầu một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái bánh giò của mình bằng tương ớt và nước tương. Trời ui. Trời, bánh giò Việt Nam ngon quá. Việt Nam nghĩ được cái món bánh giò này quá xuất sắc luôn trời. Nãy Binky chọn là bánh giò nhân tôm đó mọi người. Nhưng mà thật sự ra ăn thì thấy là nó vừa có thịt vừa có tôm luôn chứ không phải chỉ là nhân tôm hết. Từ đó giờ chưa bao giờ Binky ăn một bánh giò mà ăn buổi sáng hết. Hôm nay là lần đầu tiên ăn bánh giò ăn buổi sáng. A few moments later. Mặc dù cái bánh giò tam giác đã bị cắt mất cái chóp đầu nhưng mà mình vẫn còn cái bánh sandwich hình tam giác triangle. Nó rõ ràng vẫn rất tam giác đây. Đây là nhân trứng và sốt mayonnaise. Tại vì bánh giò thật sự ra là nó cũng nhỏ và ít đó, cho nên là mình có thể ăn thêm được một món nữa. Chứ bình thường bên kia không có thích ăn nhiều một lần trong bữa sáng. Tin. Chia đi và mình sẽ chén miệng bằng một miếng tái quân một người. Cái này là chắc chắn rồi, ai cũng phải biết đó là hình tam giác. Muôn thỏ. Muôn thỏ rồi, nó quá là hiển nhiên luôn rồi đó. Dây cũng hình tam giác, mà dây cũng hình tam giác, mà dây cũng hình tam giác. Cỡ nào nó cũng hình tam giác. What the hell? Đây là món tuổi thơ bên kia rất thích luôn. Nhưng mà kinh nghiệm ăn bị lột nghề nha. Mấy một tiếng là tay rồi, con bò này còn sống bò. Thầy. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá rồi. Thôi má ơi. Mê quá. A few moments later. Chị ơi, sắp trưa rồi, chị có định ăn cái gì giờ, nó bụng quá nha. Ủa, trưa nay mình sẽ ăn cái gì tam giác nữa ta?
Nhưng mà tí xíu nữa đi, tại vì chị đang chơi xíu. Đang chơi cái này. Chị đang coi app Hello Yo á. Ờ, cái này là ứng dụng livestream trực tuyến mà bằng giọng nói á. Tức là bình thường á là những cái app mà livestream khác là idol phải lên là cho mọi người thấy thấy hình của mình, phải thấy video của mình. Nhưng mà còn cái Hello Yo này là chỉ cần lên live bằng giọng nói thôi, giống như là kiểu như trò chuyện với nhau rồi giao lưu, hoặc là cái chuyện hài, cái chuyện ma cũng được. Rồi nói chung là mình muốn làm gì cũng được. Cái này á, tại vì ví dụ như mà chị lên thì cái chuyện cười đi, mà ví dụ như không ai cười hết thì ta cũng không biết chị là ai hết. Cái app Hello Yo này có nhiều chủ đề này mình có thể chọn. Ví dụ như trong cái chủ đề game á thì những bạn này sẽ hay là nói chuyện về game nè. Hoặc là trong cái phòng chủ đề tình cảm thì những cái bạn này sẽ hay nói chuyện giao lưu tình cảm. Mình thích chủ đề nào thì mình chọn chủ đề đó. Bây giờ chị sẽ vô thử phòng cho một bạn nha. Đó. Là mấy bạn này đang nói chuyện tâm sự với nhau. Nhưng mà trong đây mình có thể chơi game nha. Mình sẽ vô trong cái phòng này, xong rồi mình bấm vô trong phòng vô hang ăn. Đó, mà chơi này là mình sẽ có thể đặt cược. Nếu như mà mình thắng được cái cược này thì mình có thể được nhân lên tới 5 lần kim cương của mình đang có lận thôi. Wow. Bây giờ ví dụ Vicky sẽ chơi thử nha. Là đâu? Hả? Ý là tiền là trong kim cương, trong cái tài khoản của mình đó. Đó, chị mới vừa đặt cược mấy cái xiên que thịt. Để xem mình sẽ có ra hay không. Nếu như mà thắng thì mình sẽ được nhân 5 cái số mà mình đã đặt cược đó. Mà hồi nãy lần này chị mới đặt cược có 10 kim cương à. Bình thường chị đặt cược máu lửa lắm, chị đặt cược nhiều lắm. Mà nãy quên bấm vô chọn, bấm chọn có 10 à. Sao có kết quả rồi. Trời ơi, lần này thua rồi. Ra cái bắp cải. Nhưng mà hơn là chỉ có mất có 10 kim cương thôi. Nhưng mà nếu như mà lần sau mình mà thắng, mình sẽ được gấp 5 lần lận. Giờ mình sẽ đặt lại lần nữa. Lấy thịt đi. Thịt, cái thịt này giống như trong phim hoạt hình là Tom & Jerry hồi nhỏ hay coi nè. Đợi ra kết quả, đợi ra kết quả. Thịt. Sắp ra kết quả rồi, sắp có kết quả rồi. Ra cải. Lần trước ra cải rồi, lần này không phải nó đâu. Ra cà rốt. Không thể ơi, lần này đặt cà rốt luôn á. Tức thiệt có chứ. Lần này mình sẽ đặt cà chua. Cà chua. Kết quả. Tại chị đặt nhiều quên mất rồi ta. À, cà chua đây. Cà chua nhân nè. Thấy chưa? Thua mới có 2 lần. Bây là thua mất 20 kim cương. Nhưng bây giờ lần này thắng được nhân năm mà được tới 50 kim cương lận. Mọi người có thể tải app Hello Yo về điện thoại của mình để chơi thử, hoặc là có thể làm livestream idol cũng được, mình chỉ cần giọng nói thôi, hoặc là năng khiếu hài hước, kể chuyện hay, kể chuyện ma, mình thích làm những tường, mình nói xạo cũng được, mình làm những cái vui và trò chơi Yo ham ăn cũng rất là hấp dẫn đó nha. Bây giờ bữa trưa nay mình sẽ ăn cái gì anh nhát đây thôi. Giờ chị nói ra là em sẽ bất ngờ. Đó là bánh pizza. Pizza ăn tròn mà. Nhưng mà khi mình ăn thì cái miếng người ta cắt ra là tam giác mà. Mình sẽ ăn pizza nào đây ta? Ủa, bữa nay có loại mới là pizza hải sản và đào á. Là có miếng đào nữa hả ta? Là thay vì cái miếng thơm là miếng đào á. Mình ăn chọn này không ta? Để xem Ân ăn chung nó có ăn được đào. Nó chắc được chứ ha. Ân ăn được đào mà. Được mà, em cũng thích chả đào. Em cũng thích mà đúng không? Chảy nước miếng luôn. Bánh pizza đã tới rồi mọi người ơi. Đây là cỡ vừa thôi à. Nhưng mà tam giác thấy chưa? Em đã thấy được tam giác chưa? Nếu như mà muốn cái tam giác nó to và dài hơn thì đáng lẽ là mình phải kêu cái size lớn. Còn nãy là Binky sợ là ăn không có hết á, cho nên là Binky chỉ kêu cái size vừa thôi. Cho nên là cái miếng tam giác của mình hơi nhã một chút. Cái này là có nhân thành cua nè, tôm, như là cà chua. Thì mình sẽ ăn không có tương trước nha. Tại vì cái hiệu này là Binky hay ăn, Binky thích hiệu này lắm. Vị nào cũng ngon hết á. Quá ngon quá, không cần tương cũng ngon. Lần hôm qua á, chị mới đọc được một cái bình luận, vô tình chị lướt thấy thôi. Có một bạn nói vậy nè: chị ơi, chị nói với anh quay phim á,
là mai mốt chị ăn đừng có quay gần cái miệng chị quá nha. Thấy bữa cái tập mà làm theo thử thách của trợ lý á, mà đụng gì mua nấy á, nhiều người bình luận là trời ơi trợ lý ân đẹp trai quá, thích quá. Để chính là mình sắp hết cái miếng rồi. Mà sắp hết cái làm giác rồi. Còn quá nhiều bên ăn không nói nên lời. Ừ. Ừ, quên mất. Còn cái kem dưa hấu của mình nữa nè. Chết cha, cái tay ăn pizza trơn quá bây giờ không mở được nè. Em hỗ trợ nha. Tay chị trơn quá giờ nó cái đó nó trơn luôn rồi sao em mở ra được. Rồi chị sẽ quay em nha. Rồi quay em chị. Chứ giờ chị gần mặt chị quá. Nè. Tan 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 tan. Ice cream chilling ice cream. Mình sẽ ăn kem dưa hấu. Bây giờ lặn sống lưng. Trời ơi, tự nhiên lặn sống lưng, người ta phải lặn răng đúng chứ. Ủa. Nhưng mà ha, sao thấy có mấy bạn ăn là cái kem dưa hấu nó có mấy chấm đen giống như cái dưa hấu thiệt nữa mà ta. Nếu như mà không có mấy cái chấm hột đen á thì giống gì biết không? Cái thông Noel. Đúng không? Nhìn nổi có thông Noel. Yeah. Tự nhiên dơ. Em kêu là da. Da. Rồi nghe lại ơi. Có phải lần nói chuyện bên kia dơ không? Xạo. Nhưng cái lẽ giống tên. Không tin là mấy bạn có thể comment bên dưới là anh quay phim nói thiệt. Anh quay phim nói gì? Anh quay phim nói da. Là cái gì, là cái gì? Da. Biết làm sao? Da là y dài và chữ A là da kéo dài. Tin. Nghe gì cười cắn chống lạnh ra. Trời ơi. Còn dễ thương dữ rồi. Sailor Moon, thủy thủ mặt trăng đó. Bên kia mới vừa tắm ra thay đồ mọi người ơi. Nhưng mà vẫn còn chưa cái mặt makeup nha, chưa có khẩu trang. Tại vì là muốn là nhìn vẫn được tí xíu cho mọi người xem. Chứ không mọi người thấy khẩu trang mà nhìn chán quá, tàn quá, mọi người đi ra mọi người không coi nữa. Giờ mình Winky đang ăn vặt bữa xế. Cũng thấy chiều giờ này đang là 3 giờ mấy, giờ 4 giờ rồi. Mình ăn cái bánh tam giác, bánh snack tam giác. Hình như là trong tất cả các loại bánh khác thì chỉ có một loại bánh nào duy nhất là có tam giác thôi. Cái bánh bô cao hồi xưa nó cũng tam giác. Bô cao bây giờ vẫn có là hình tròn mà. Hồi xưa có bánh tam giác gãy rồi. Xù nha. Cái này cũng gãy luôn. Chết rồi, không lẽ không kiếm được cái nào tam giác mà. Chết nha, xù nha, cái này gãy luôn hai cạnh. Chết rồi, cái một bịch này không có cái nào tam giác hết. Hay quá, chết rồi, nó cũng còn thiếu. Ok thôi, được, chấp nhận được. Trời tức á, nãy giờ cầm ra cho mọi người mà gãy không à. Rồi chị ăn vậy rồi định tối chị ăn gì? Bây giờ còn sớm mà. Tối nay mình sẽ ăn Bên kia nghĩ ra được tối nay sẽ ăn gì rồi mọi người. Rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Mà đặc biệt là tuổi thơ sẽ rất có nhiều người thích cái này luôn. Bây giờ mọi người đợi xem tới bữa tối là bên kia sẽ cho mọi người xem cái món đó là cái gì. A few moments later. Bữa tối đây. Đây bên tay phải của bên kia là trà sữa đã tới. Còn bên trái là cơm nắm là hồi sáng mình đã mua trong siêu thị tiện lợi đó. Bây giờ mình hâm lại ăn thôi. Và trà sữa này có một cái đã thấy tam giác chưa? Không phải một mà là hai nha. Đây là phô mai. Không phải phô mai mà là format Tom và Jerry tuổi thơ. Thấy chua. Đây tam giác rất luôn. Tam giác rất là tam giác nè. Ý, mình sẽ ăn miếng phô mai này trước. Nhâm 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 nhâm. Đây là thật. Thạch nhưng mà có nhân phô mai ở trong mọi người ạ. Mình sẽ hút miếng trà sữa nữa. Đây là thạch rau câu. Nhưng mà ở trong là có nhân phô mai nữa. Thôi bây giờ mình sẽ ăn bữa chính trước đã rồi mình sẽ uống tiếp. Giờ mình sẽ ăn cơm nắm. Trưa, cái bữa trưa bên kia ăn pizza cũng nhiều. Bây giờ vẫn còn cảm thấy là không có đói bụng nhiều lắm. Bây giờ bữa tối chị ăn một cái cơm nắm thui. Cái cơm nắm tam giác nè. Mình sẽ mở. Ủa? Mà sao cái cơm nắm này nó không có gói sẵn trong cái lá ta? Gói vô. Trời nóng quá làm biến gấp luôn trời.
nó hơi xấu một chút nhưng mà nó vẫn nhìn thấy được hình tam giác. Wow, mình sẽ ăn thôi, đói rồi. Mà hồi sáng mình chọn là nhân gì quên rồi ta. Cơm nấm cá ba sa, sốt teriyaki. Tính ra từ sáng đến giờ mình đã ăn được bao nhiêu món tam giác rồi ta. Lần nhớ không? Sandwich, bánh giò, phô mai, chưa là gì? Cơm dưa hấu, pizza, cơm nấm, sữa phô mát, bánh snack. Ủa? Tự nhiên nghe tới nhạc đâu vậy Lân? Ấn. Đang chiêu hả? Cảm ơn mọi người đã xem video thử thách 24 giờ một ngày ăn toàn hình tam giác ngày hôm nay của Pinky. Nếu như mọi người có những yêu cầu hay thử thách nào khác muốn Pinky thực hiện thì hãy bình luận bên dưới cho Pinky biết nha. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Pinky nha. Bye bye, hẹn gặp lại.